Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô lại gặp lại các em trong chương trình 30 phút học văn trên truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Trước khi vào bài hôm nay, cô xin giới thiệu với các em. Cô là Lê Thị Vân, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở An Vĩ, huyện Khói Châu. Và cô là thành viên của tổ nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Như các em đã biết, ở lớp 8, các thầy cô giáo đã giới thiệu với các em một bài ở đầu học kỳ 1 đó là tìm hiểu về đoạn văn và các phép liên kết. Thì các em thấy đoạn văn là một phần của văn bản được đánh dấu thì chỗ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. Còn liên kết là một trong tính chất quan trọng của văn bản. Vậy dấu hiệu để nhận biết đoạn văn và liên kết các đoạn như thế nào? Thì các em thấy đoạn văn thường có từ hai câu trở lên nhưng cũng có những đoạn đặc biệt chỉ có một câu cô nhớ trong bài tôi đi học của Thanh Tịnh ở lớp 8 có một đoạn tác giả viết Hàng năm cứ vào cuối thu khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại mơn man những kỷ niệm của buổi tự trường chấm xuống dòng Như vậy kem thấy đoạn văn cô vừa đọc chỉ có một câu Và trong thực tế rất nhiều văn bản những đoạn văn thậm chí chỉ có một từ nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu trong quá trình kem vận dụng thực hành. Liên kết cũng là một tính chất quan trọng của văn bản. Ở lớp 8, các thầy cô giáo đã hướng dẫn liên kết là việc kết nối các câu trong một đoạn, các đoạn trong một bài thành một thể thống nhất, trọn vẹn cả về nội dung và hình thức. Như vậy, liên kết là một trong tính chất rất quan trọng trong quá trình tạo lập văn bản. Vì vậy, bài hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một số kỹ năng liên kết câu và liên kết đoạn văn. Các em mở sách giáo khoa và vở để trước mặt mình. Cô biết hiện nay các em học sinh lớp 9 thuộc tỉnh Hưng Yên đang ngồi trước truyền hình, các em sẽ có hai cuốn sách giáo khoa. Cuốn sách thứ nhất là sách giáo khoa hiện hành, cô xin giới thiệu. Đây là cuốn sách giáo khoa hiện hành cuốn sách thứ hai là cuốn sách hướng dẫn tự học môn ngữ văn và ở góc người ta chú thích là sách giáo khoa thử nghiệm. Hai cuốn sách này về hình thức, về cách kết cấu thì khác nhau nhưng cấu trúc bài giảng giống nhau. Vì vậy, bài giảng của cô hôm nay các em tiếp cận rất dễ dàng bởi vì dung lượng kiến thức giống nhau và chỉ khác nhau về cách sắp xếp và tổ chức kiến thức. Nội dung của bài hôm nay Cô sẽ giới thiệu với các em hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu liên kết câu và liên kết đoạn văn là gì. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu phần luyện tập để minh chứng cho cái kết luận mà cô và các em sẽ tìm hiểu ở mục 1. Chúng ta vào phần thứ nhất. Khái niệm về liên kết câu và liên kết đoạn văn. Trong mục thứ nhất này, cô sẽ đi 3 nội dung. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ ví dụ một được cô trích từ sách giáo khoa sách thử nghiệm và sách giáo khoa hiện hành đều có đoạn văn được trích trong bài tiếng nói của văn nghệ của nguyễn đình thi tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều mới mẻ anh gửi vào tác phẩm một lá thư một lời nhắn nhủ anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Với đoạn văn này, cô có các câu hỏi như sau. Câu hỏi 1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của toàn văn bản? Câu hỏi thứ hai Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn là gì? Những nội dung ấy của đoạn văn có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn. Câu hỏi 3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào? Với ba câu hỏi này, cô cho các em suy nghĩ trong một thời gian ngắn. Mời các em suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ, các em sẽ đối chiếu với phần gợi ý của cô. Câu hỏi thứ nhất đoạn văn trên bàn về cách nghệ sĩ phản ánh thực tại chủ đề này có quan hệ mật thiết với chủ đề của văn bản là một phần của chủ đề chung đó là tiếng nói của văn nghệ câu hỏi thứ hai nội dung chính của mỗi câu trong đoạn trên là câu một tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại. Câu 2. Qua đó, người nghệ sĩ muốn gửi vào một điều mới mẻ. Câu 3. Điều mới mẻ ấy là lời nhắn nhủ của người nghệ sĩ. Những nội dung trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và đều hướng về chủ đề của đoạn văn. Tức là các câu trong đoạn văn kê trên đều tập trung làm rõ chủ đề là tiếng nói của văn nghệ, tức là văn nghệ phản ánh thực tại như thế nào. Vậy thì việc liên kết với nhau về nội dung như vậy, cô gọi là liên kết chủ đề. Trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn trên hợp lý, triển khai cho chủ đề của đoạn văn, câu sau nối tiếp ý cho câu trước, câu trước làm tiền đề cho câu sau. Vậy việc sắp xếp như vậy cô gọi là liên kết logic. Liên kết logic Tức là việc sắp xếp các câu trong một đoạn Các đoạn trong một bài Theo một trình tự hợp lý Vậy trình tự hợp lý là gì? Là cái gì có trước Các em có thể nói trước Cái gì có sau Các em có thể nói sau Hoặc cái chính nói trước Cái phụ nói sau Hoặc cái phụ ý phụ ý nhỏ nói trước Ý chính nói sau Để đi đến kết luận Đi đến vấn đề chung của một đoạn văn Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ ba Câu hỏi thứ ba người ta hỏi các em Chỉ ra các phép liên kết câu chủ yếu có trong đoạn văn trên Các em thấy chúng ta đã suy nghĩ rồi Chúng ta phát hiện ngay ra việc nhắc đi nhắc lại từ tác phẩm Ở câu 1 và câu 3 Cô gọi đây là phép lập từ ngữ Thứ hai là phép dùng từ cùng một trường liên tưởng Các em thấy ở câu văn số 1 và câu văn số 2 Cụm từ tác phẩm và từ nghệ sĩ cùng một trường liên tưởng với nhau. Nói như thế, các em sẽ nghĩ đến bài trường từ vựng ở lớp 8. Đấy, thì nó cùng một trường liên tưởng hay còn gọi là một trường từ vựng. Thứ ba là phép thế. Các em thấy từ anh ở đầu câu 3 thế cho từ nghệ sĩ ở câu 2. Phép nối. Từ nhưng ở đầu câu 2 kết nối câu 2 với câu 1 phép đồng nghĩa. Cụm từ cái đã có rồi ở câu 2 đồng nghĩa cụm từ với cụm từ những vật liệu mượn ở thực tại trong câu 1. Đó chính là những biện pháp liên kết chủ yếu có trong đoạn văn trên nhằm kết nối các câu trong đoạn văn đó thành một thể thống nhất hoàn chỉnh về nội dung và hiện hình thức và biểu đạt một ý tương đối trọn vẹn. Để đi đến một kết luận đầy đủ cho bài học ngày hôm nay, cô sẽ đưa thêm cho các em một ví dụ. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Đoạn văn này cô trích trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao và các em sẽ được học tác phẩm này ở lớp 11 của bậc trung học phổ thông. Với đoạn văn này, cô đưa ra hai câu hỏi. Các câu trong đoạn văn trên liên kết với nhau bằng những từ ngữ nào? Cô gợi ý cho các em trả lời câu hỏi này nhé. Các câu trong đoạn văn trên liên kết với nhau bằng phép dùng từ trái nghĩa. Các em nhìn ở câu 1, chúng ta thấy xuất hiện từ yếu đuối trái nghĩa với từ mạnh ở câu 2. Từ hiền lành trái nghĩa với từ ác. Như vậy, hai câu văn này liên kết với nhau bằng phép dùng từ trái nghĩa để tập trung vào thể hiện một chủ đề nói về cái cách đánh giá nhìn nhận con người của nhà văn Nam Cao. Vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu hai ví dụ. Bây giờ cô chuyển sang phần kết luận. Trong sách của các em sách mới không có, còn sách giáo khoa hiện hành thì phần kết luận được trình bày bằng phần ghi nhớ. Vậy kết luận của chúng mình hôm nay sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là liên kết câu và liên kết đoạn văn được thể hiện ở hai mặt của vấn đề, đó là liên kết về nội dung và liên kết về hình thức liên kết về nội dung tức là các câu trong một đoạn, các đoạn trong một bài đều tập trung nằm rõ cho chủ đề và cô gọi đây là liên kết chủ đề. Liên kết về nội dung còn được thể hiện sang ý qua ý thứ hai, đó là các câu trong một đoạn, các đoạn trong một bài phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Cô gọi đó là liên kết logic. Để liên kết các câu và các đoạn trong một bài văn thì ở phần ví dụ cô và các em vừa tìm ra những phép liên kết câu cơ bản phép liên kết câu thứ nhất đó là phép lặp là việc dùng đi dùng lại một từ ngữ ở câu đứng sau đã xuất hiện ở câu đứng trước nhằm nhấn mạnh gây ấn tượng phép liên kết thứ hai là phép thế phép thế là việc dùng những từ ngữ ở câu đứng sau có tác dụng thay thế cho những từ ngữ ở câu đứng trước nhằm tránh lập từ đồng thời tạo ra những sắc thái biểu cảm khác nhau phép liên kết cơ bản thứ ba đó là phép nối phép nối là việc dùng các từ ngữ có tác dụng kết nối câu nọ với câu kia thứ tư là phép đồng nghĩa trái nghĩa và phép liên tưởng. Cô có hai cái lưu ý với các em. Lưu ý thứ nhất là các em cần phân biệt phép lặp với lỗi lặp. Cô nhớ khi chấm bài của học sinh, cô có phê một số bạn ở bên cạnh là mắc lỗi lặp. Bạn học sinh đó đã phản hồi với cô là thưa cô, cô dạy chúng em là phải sử dụng phép lặp để liên kết câu, tại sao em dùng đi dùng lại từ này mà cô lại phê là lỗi lặp? Thì các em lưu ý cho cô chỗ này phép lập là một cách diễn đạt để tạo ra những cái giá trị, cái hiệu quả nghệ thuật nhất định. À, chúng ta dùng lặp đi lặp lại một từ nhưng làm sao phải để tạo ra các giá, giá trị nghệ thuật đồng thời có tác dụng liên kết. Cô ví dụ, một bạn học sinh lớp 6 viết bài văn miêu tả, bạn ấy viết như thế này. Trong vườn nhà em trồng rất nhiều hoa, em trồng hoa hồng, em trồng hoa lay ơn, em trồng hoa thực dược, vườn trồng cả hoa cúc nữa. Nhân ngày mùng 8 tháng 3, em ra vườn hái hoa tặng mẹ. Đoạn văn này mắc lỗi lạc. Vì sao? Các em thấy là gì? Bạn dùng đi dùng lại từ chồng, từ em chồng. Nó không tạo ra cái giá trị là sự diễn đạt mềm mại hoặc mạch lạc. Nó không gợi ra một cách diễn đạt giàu hình ảnh. Nhưng cũng là cách dùng đi dùng lại một từ. Nhà văn thép mới có giới thiệu về cây tre, với cái cách dùng từ như sau. Cô trích lại đoạn văn trong bài Cây tre Việt Nam của thép mới. Các em theo dõi. Gậy tre, trông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre sung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu. Các em thấy không? đoạn văn tác giả dùng đi dùng lại từ tre tức là dùng phép lặp từ tre thậm chí nhà văn lặp cả cấu trúc câu đó là đều là những câu đơn nhưng khi đọc lên mình không thấy nó lùng cùng mà vẫn cảm nhận được cái sự mềm mại uyển chuyển chất nhạc chất thơ trong văn xuôi đồng thời các em thấy khi đọc lên mình vẫn thấy được vai trò của cây tre với đời sống của con người Cây tre đã gắn bó với đời sống của người dân quê Việt Nam từ ngàn đời nay như một người bạn tri ân, tri kỷ. Đây chính là phép lập. Còn đoạn văn thứ nhất, đoạn ở trên là lỗi lập. Các em phân biệt nhé, để chúng ta tránh khi chúng ta dùng từ. Một lưu ý thứ hai trong phần kết luận. Cô muốn bật cho các em một cái bí quyết khi các em nhận diện những đoạn văn đặc biệt là trong các cái đề thi tuyển sinh của sở giáo dục dục và đào tạo tỉnh hưng yên hay có những câu như là em hãy viết một đoạn văn để triển khai luận điểm này trong đoạn có sử dụng phép nối hoặc phép thế với những cái đề như thế thì các em phải vận dụng kiến thức của tiết học này thế thì cái phương tiện dùng trong phép thế chủ yếu là đại từ và quan hệ từ ví dụ trong một cái bài tìm hiểu về văn bản Cô giáo hay giới thiệu với các em kiểu như thế này. Nguyễn Du là một nhà văn nhà thơ lớn của dân tộc. Chấm. Ông đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm văn học đồ sộ. Các em thấy ở câu văn thứ hai xuất hiện từ ông là đại từ thế cho Nguyễn Du ở câu 1. Hàng ngày hàng giờ các em vẫn viết như thế, các em vẫn được nghe các thể cô giáo nói như thế và bản thân các em cũng dùng rồi nhưng bây giờ chúng mình mới gọi tên thôi đấy ạ. Các em nhất trí với cô không nào? Đấy, đấy là đại từ dùng trong phép thế. Và khi sử dụng chỉ từ, các em cần phân biệt. Cũng có ở văn cảnh, ấy, đó, nọ, kia là chỉ từ. Nhưng có những, trong một số văn cảnh, thì ấy, đó, nọ, kia lại này, này trở thành đại từ. Thì phần này, khi nào các em trở về trường học, các thầy cô giáo sẽ ôn tập và sẽ nói với các em sâu hơn. Điều lưu ý thứ hai, cô muốn lưu ý với các em, đó là phương tiện dùng trong phép nối. Phương tiện ngôn ngữ dùng trong phép nối. Chủ yếu là các quan hệ từ. Và những quan hệ từ này thường được đặt ở đầu câu. Khi giải quyết bài tập, rất nhiều em nhầm lẫn quan hệ từ trong câu với quan hệ từ đứng ở đầu câu. Cô nhớ trong một đoạn văn ở cuối đoạn trích trong lòng mẹ của Nguyên Hồng khi tả cái cảnh chú bé Hồng ra khỏi cổng trường, nhìn thấy một người ngồi trên xe kéo giống hệt mẹ mình, đuổi theo gọi bối rối. Nhưng chú lại chợt khựng lại, sợ rằng người ấy không phải là mẹ mình, nên chú ý đã tâm sự như thế này. Nếu người ngồi trên xe kéo kia không phải là mẹ mình thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn. Chúng đang khua gót inh ỏi trên đường, và cái nầm đó không những làm tôi thẹn mà tủi cực nữa. Khác nào cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng dâm đang hiện ra trước con mắt gần dạng nứt của một người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. Đó là một đoạn văn gồm hai câu miêu tả cái cảm giác nếu người ấy không thể mà là mẹ mình thì chú thất vọng, buồn bã và tủi cực đến nhường nào. Hai câu văn đó được liên kết với nhau bằng từ và là quan hệ từ đặt ở đầu câu. Các em nhớ chưa? Trong khi cô đọc văn bản với các em có thể nó hơi trệch một hai từ so với văn bản gốc, nhưng cô đang muốn minh họa về các phép liên kết câu. Các em đồng ý với cô như thế nhá. Như vậy, phương tiện chủ yếu dùng trong phép nối là quan hệ từ, ví dụ như những từ nhưng và vì nếu tuy nhiên vì vậy vân vân. Về nhà các em sẽ học thuộc cái kết luận này của cô bằng cái việc vẽ các sơ đồ tư duy hoặc những em sử dụng sách hiện hành nó ở phần ghi nhớ. Để khắc sâu cho phần kiến thức này, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2 luyện tập, bài tập số 1 được in trong sách giáo khoa ở cả hai sách, bài tập được trích trong văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của Vũ Khoan. Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hồng về kiến thức cơ bản Do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp đầy những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. Với bài tập này, chúng ta sẽ có những câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất chủ đề của đoạn văn trên là gì câu hỏi thứ hai các câu trong đoạn có phục vụ chủ đề không câu hỏi thứ ba trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn có hợp lý không câu hỏi thứ tư chỉ ra các phép liên kết câu chủ yếu có trong đoạn văn trên các em bắt đầu suy nghĩ Nếu em nào cảm thấy tự tin Các em sẽ chuyển ngay phần trả lời của các em vào vở Lát sẽ đối chiếu với phần gợi ý của cô Chủ đề của đoạn văn trên Bàn về điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam Câu hỏi thứ hai, cô gợi ý Các câu trong đoạn tập trung làm rõ chủ đề và triển khai cho chủ đề Câu hỏi thứ ba, Trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn có hợp lý không? Cô gợi ý các em trả lời như sau. Trước khi cô kết luận có lực hợp lý hay không, cô sẽ phân tích. Câu 1. Nêu mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam. Câu 2. Vai trò của điểm mạnh. Câu 3. Nêu ra mặt yếu. Câu 4. Chỉ ra biểu hiện của điểm yếu. Câu 5 chỉ ra giải pháp khắc phục điểm yếu để phát huy điểm mạnh. Như vậy, các em thấy chủ đề của đoạn văn này là điểm mạnh điểm yếu của người Việt Nam. Các câu trong đoạn văn trên đều tập trung làm sáng rõ cho chủ đề của đoạn văn. Vậy chúng ta đi đến kết luận, các câu trong đoạn văn trên sắp xếp theo một trình tự hợp lý thể hiện rõ mạch lập luận của tác giả. Câu hỏi thứ tư chỉ ra các phép liên kết câu chủ yếu có trong đoạn văn. À, câu hỏi này, các em sẽ nghĩ đến câu hỏi thứ ba ở ví dụ 1 là chỉ ra các phép liên kết câu chủ yếu có trong đoạn văn ở phần tìm hiểu bài và nghĩ đến cái kết luận thứ hai của cô đó là các phép liên kết câu đấy. Có bốn phép liên kết câu thường gặp mà cô và các em vừa kết luận đấy. Thì các em vừa suy nghĩ rồi, cô gợi ý các em như sau. Phép liên kết câu thứ nhất các em thấy xuất hiện trong đoạn văn ở bài tập 1, đó là phép đồng nghĩa. Cụm từ sự thông minh, nhạy bén với cái mới và bản chất trời phú ở câu 1 và câu 2. Thứ hai là phép nối. Từ nhưng ở đầu câu 3 nối câu 2 với câu 3. Thứ ba là phép thế. Từ ấy ở đầu câu 4, thế cho cụm từ cái yếu ở câu 3. Từ phép lập từ, từ thông minh ở câu 5, nhắc lại ở câu 1. Từ lỗ hồng ở câu 5, nhắc lại ở câu 3. Thứ tiếp theo là phép trái nghĩa. Cụ các em thấy xuất hiện ở từ cái mạnh ở câu 1 trái nghĩa với từ cái yếu ở câu 3. Như vậy, chúng ta đã làm xong bài tập 1 với 4 câu hỏi mà sách giáo khoa đã đưa ra. Để củng cố thêm kiến thức cho phần lý thuyết, chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là một bài tập cô đưa thêm vào để chúng ta củng cố và khắc sâu thêm phần kết luận. Các em theo dõi trên màn hình. Cô có một phần trích gồm hai đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất. Ngạn ngữ có câu thời gian là vàng, nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được, thế mới biết vàng có giá trị mà thời gian là vô giá. Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu không kịp thời chạy chữa thì nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết. Phần trích này trích trong bài Văn thời gian là vàng trong sách giáo khoa Ngữ văn 9 mà tiết trước cô Phương đã giới thiệu với các em. Với phần trích này, các em theo dõi cho cô ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Phần trích trên có mấy đoạn văn? đoạn các đoạn được liên kết với nhau bằng phép liên kết nào? Câu hỏi thứ hai Chỉ ra các phép liên kết câu chủ yếu có trong mỗi đoạn văn Câu hỏi thứ ba Việc sử dụng phát phép liên kết và liên kết câu và liên kết đoạn trong văn bản trên có tác dụng gì? Cô dành cho các em một chút thời gian suy nghĩ, thời gian bắt đầu. với những câu hỏi này cô gợi ý với các em như sau câu hỏi thứ nhất phần trích trên gồm có hai đoạn văn dấu hiệu về đoạn ở phần khởi động cô vừa nói lại với các em rồi là một phần của văn bản được đánh dấu thì chỗ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và đây chính là hai đoạn văn được trích trong văn bản thời gian là vàng mà cô phương vừa giới thiệu tiết trước và mỗi một đoạn văn đều được kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và viết hoa lùi đầu dòng. Các em theo dõi trên máy chiếu. Câu hỏi thứ hai. Ý thứ hai câu hỏi này là các đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phép nối. Các em thấy ở đầu đoạn văn thứ hai xuất hiện cụm từ thật vậy để nối kết đoạn 2 với đoạn 1. Câu hỏi thứ hai. Các phép liên kết câu chủ yếu của trong mỗi đoạn văn trên là gì? Thì ở đoạn 1 các em thấy có ba câu văn thì từ nhưng ở đầu câu 2 kết nối câu 2 với câu 1 và ở phần tìm hiểu ví dụ chúng ta gọi đây là phép nối. Thứ hai là phép lặp. Các em thấy câu 3 liên kết với câu 2 và câu 1 bằng việc lặp lại từ thời gian. Trong đoạn văn thứ 2 các em thấy xuất hiện hai từ, đó là từ bệnh viện và từ sự sống. Đây là những từ cùng một trường liên tưởng mà ở lớp 8 các cô giáo gọi là cùng một trường từ vựng. Và vừa rồi chúng ta đã thấy là gì? phép liên tưởng từ bệnh viện ở câu 2 liên tưởng với từ sự sống ở câu 1. Câu hỏi thứ ba cô gợi ý Việc sử dụng các phép liên kết câu và liên kết đoạn trong văn bản trên có tác dụng gì? Thì chúng ta sẽ trả lời, có tác dụng kết nối các câu trong một đoạn, các đoạn trong một bài, tạo thành một thể thống nhất và tập trung làm sáng rõ cho chủ đề. Chủ đề chung của văn bản này đó là thời gian là vàng. Nếu đoạn văn thứ nhất nêu ra vấn đề cần chứng minh, cần nghị luận thì đoạn văn thứ hai đưa ra những chứng cứ và những lý lẽ để chứng minh rằng thời gian đúng là vàng. Và nhà văn đã đưa ra một cái dẫn chứng là gì? Thời gian là sự sống. Và ở tiết trước em thấy cô giáo, cô Phương nói là thời gian là sự sống, thời gian là vàng, thời gian là tri thức, vân vân. Thời gian là tiền. Đồng thời tạo ra sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức giữa các câu trong một đoạn và các đoạn trong một bài văn. Vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu hai bài tập. Phần nào chúng ta đã củng cố được các khái niệm liên kết câu và liên kết đoạn văn là gì. Chúng ta nhận biết được các phép liên kết câu thường gặp khi chúng ta tạo lập văn bản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sử dụng các phép liên kết câu như là phép thế, phép nối hoặc phép đồng nghĩa còn tạo ra những sắc thái biểu cảm khác nhau cô nhớ ngày xưa đi học ở trong cái tác phẩm kép tư bền của nguyễn công hoan nhà văn cũng có kể một đoạn màn vừa kéo một hồi chuông vừa dứt màn kéo lên một chàng pháo tay đông đốp hoan nghênh ông chúa khôi hài anh kép tư bền lững thững bước ra tác phẩm kể về anh kép này mà làm một nghề đi hát và trong cái thời điểm anh ấy lên sân khấu này thì cha anh ấy đang lâm bệnh nặng. Nhưng mà vì vì gì phải kiếm tiền để chữa bệnh cho cha nên anh ấy vẫn lên sân khấu. Cô không nói dài khi nào lên cấp 3 các em sẽ học cái tác phẩm này. Nhưng cô muốn nói cái đoạn văn cô vừa đọc nó xuất hiện hai cụm từ. Cụm từ thứ nhất là ông chúa khôi hài. Cụm chủ từ thứ hai là anh kép tư bền. Vậy thì hai cụm từ này cùng hướng về một đối tượng đó là anh kép vậy tại sao tác giả lại đưa ra nhiều cách gọi như vậy chính là gọi là ông chúa khôi hài để ca ngợi cái tài năng của nhân vật gọi là anh kép tư bền để cho người đọc thấy được tên nhân vật phần này thì trong quá trình học các thầy cô giáo sẽ phân tích sâu trong thời lượng thời gian có hạn cô không chỉ phân tích như vậy thôi vậy để củng cố cho bài tập ngày hôm nay thì về nhà các em sẽ chuẩn bị cho cô những nội dung sau. Thứ nhất, các em sẽ phải làm lại những bài tập cô các em vừa chữa và vở. Thứ hai, các em học thuộc lòng phần cô vừa kết luận, hay còn gọi là phần ghi nhớ trong sách hiện hành. Thứ ba, các em chuẩn bị trước cho cô bài luyện tập về liên kết câu và liên kết đoạn văn. Khi viết đoạn văn, thì chúng ta còn phải vận dụng rất thành thạo các thao tác này. Và để củng cố sâu hơn về cái kiến thức hôm nay, tiết sau cô Hương sẽ giới thiệu với các em sâu hơn. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin tạm biệt các em và hẹn gặp lại.